Mi xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn có nhớ Hà Sam không? Hà Sam ấy thì cực kỳ nhớ các bạn luôn. Và Hà Sam còn nhớ một người nữa, không phải là bạn trai Hà Sam đâu, mà đó chính là bạn gái tóc vàng. Bây giờ thì bạn gái tóc vàng của Hà Sam ấy có mái tóc ngắn nhưng mà vẫn vàng chóe các bạn ạ. Mà khi tóc màu vàng thì các bạn nghĩ ngay đến cái gì? Trời ơi, đúng rồi. Và ngày hôm nay ấy, thì Hà Sam lại tiếp tục được gặp bạn gái tóc vàng của Hà Sam. Thế nhưng mà bạn gái tóc vàng này bây giờ ấy, thì bạn ấy không bị xui xẻo như trước nữa các bạn ạ. Bạn ấy kể với Hà Sam ấy là bạn ấy bây giờ may mắn lắm rồi, được đi chơi khắp nơi và còn được đi chơi ở trong bảo tàng nữa cơ. Không biết ấy, là trong bảo tàng ấy, bảo tàng này là bảo tàng gì nhỉ các bạn nhỉ? Và có những cái điều gì xảy ra thì các bạn hãy cùng theo dõi với Hà Sam nhá. Và nếu các bạn là fan chân chính của Hà Sam và cũng yêu thích bạn gái tóc vàng của Hà Sam thì hãy like cho Hà Sam nè, đăng ký kênh cho Hà Sam nè, rồi nhớ nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào từ kênh Hà Sam TV nhá. Nào các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Hãy cùng với Hà Sam, let's go. Anhô, bạn gái tóc vàng. Ui, bạn gái tóc vàng, bạn đi chơi à? Thích quá là thích ấy. Ui, nhưng mà các bạn ơi, bạn gái tóc vàng của Hà Sam ấy hóa ra đang ở một khu bảo tàng có động vật lịch sử, đó là con khủng long. Thế nhưng mà khủng long bây giờ ấy nó không có da có thịt nữa mà nó chỉ có cái khung xương rồi các bạn ạ. Rồi và bây giờ bạn gái tóc vàng của Hà Sam đang gặp một người thủ dân. Oh my god, chào cô. Tôi không phải là cô. Quái lạ nhở, đây rõ ràng là một cô gái mà. Mình cũng nhìn thấy là một cô gái luôn ý. Cô ơi, cô rõ ràng là một cô gái mà. Tôi đáp bảo là tôi là đàn ông, tôi không phải là cô. Tại sao ông là đàn ông thì ông lại có đeo nơ trên đầu? Đây không phải nơ. Cô mắt hoa, đây là xương chó. Thôi các bạn ơi, ông ấy đeo xương chó lên đầu làm gì không biết, lại còn thắt thắt giống hệt cái nơ nữa. Ai mà chả tưởng đây là cái nơ đúng không các bạn? Các bạn có thấy giống như Hà Sam không? Rồi, thế nhưng mà tại sao ông lại để cái xương chó ở trên đầu làm gì á? Để đây thì con chó nhà tôi ấy, mỗi lần nó đói nó chỉ được liếm một phát thôi, chứ còn nó không được ăn hết. Nó ăn hết rồi thì nó chạy đi chỗ khác, nó ở với tôi nữa đâu. Hóa ra là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ ấy, cái ông này ấy, là ông ấy đang cần lấy lửa các bạn ạ. Nhưng mà ấy, thời xưa lấy lửa là bằng cách là xoay 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 cái que củi á. Thế nhưng mà bây giờ thì Hà Sam có hai dụng cụ ở đây. Một là cái máy lửa, hai là hòn đá. Hồi xưa thì người ta chỉ dùng lấy đá làm lửa thôi. Thế nên là mình sẽ dùng đá để hợp với thời xưa nha các bạn nha. Rồi lấy đá nè. Ông ơi, cho ông nè. Đấy, ông đá. Trời ơi, ông ấy nổi điên rồi các bạn ơi. Tại vì sao ông đấy có sức khỏe vô biên. Ông ấy đập hòn đá một phát, hòn đá nó vỡ tan tành mây khói. Rồi lại nè. Bây giờ ấy, thì bây giờ sẽ sử dụng cái máy lửa cho nó an toàn. Đây, tôi tặng ông nè. Yeah, cảm ơn cô. Cô thật là tốt bụng. Đầu cô như là cái đống rơm ấy. Ô mẹ ơi, trời ơi, cái ông này ấy, ông đấy giống hệt một con chim các bạn ạ. Mũi ông ấy dài ra như là mũi cá mập bí. Oh my god, trời ơi. Mà ông này chắc chắn là bị bệnh vàng da rồi các bạn. Nhìn tay ông đấy cực kỳ vàng luôn. Thế nhưng mà ấy, sao trên tường này lại có bức tranh của con chuột nhỉ các bạn nhỉ? Cái con chuột này được đi vào trong lịch sử. Ui trời ơi, không thể hiểu nổi luôn ấy. Thế nhưng mà bây giờ ấy, ông này đang nói ấy, là bây giờ đang có một dịch bệnh bùng phát. Mình hỏi các bạn ơi, nếu mà dịch bệnh bùng phát ấy thì các bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là mình phải ra đường, nơi công cộng là mình phải đeo khẩu trang rồi đúng không? Đấy, thế nên là Hà Sam sẽ chọn khẩu trang cho cô gái tóc vàng. Yeah, đấy, qua luôn, yeah, yeah, yeah. Ôi hoàng tử, có phải hoàng tử của mình không? Nhưng mà sao lại lùn tè thế này? Rồi, thì bây giờ gặp hoàng tử của cô gái tóc vàng rồi đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà hoàng tử quá là thấp đi, chỉ đến tai cô gái tóc vàng thôi. Bây giờ làm thế nào để cho hoàng tử trông oai vệ hơn, có thể bảo vệ được cô gái tóc vàng của Hà Sam đây? Cho anh ta đi guốc à? Anh ta đâu phải là con gái đâu mà đi guốc đúng không? Rồi, ở đây có con ngựa. Hầu hết các câu chuyện trong lịch sử ấy thì hoàng tử sẽ cưỡi ngựa. Được rồi, thế thì mình sẽ cho cái
cưỡi ngựa. Yeah, whip, con ngựa đến đây. Yeah. Nàng ơi. Rồi. Cô gái tóc vàng của Hà Sam cực kỳ kiêu. Yeah, bây giờ thì cô gái tóc vàng đang đi và gặp một bức tượng. Ê ơi, bức tượng này cởi chuồng các bạn ơi. Trời ơi, mặc quần áo vào đi. Xấu hổ chết đi được ý. Rồi, thế nhưng mà ấy, bức tượng này đang rất là buồn các bạn ạ. Và anh ta, tại sao lại buồn như thế nhở? Hay là anh ta buồn té? Tượng đâu có biết tè đâu. Rồi, Hà Sam nghĩ rằng ấy, anh ta chắc chắn là anh ta sẽ đói nè. Nên là Hà Sam sẽ lấy cái bánh pizza này cho anh ta ăn đi. Yeah, anh ăn đi. Ý tôi không phải thế. Eo ơi, chặt đầu của cô. Ấy, mẹ ơi. Trời ơi, nãy mình giúp cái hoàng tử kia, thế mà hoàng tử đấy ấy định ra chặt đầu của mình luôn các bạn ạ. Người đâu mà xấu tính dã man luôn ấy. Vậy là Hà Sam đã chọn sai rồi đấy. Thế nên bây giờ Hà Sam sẽ phải chọn lại. Đấy nha, cái bánh không được nha. Thế thì bây giờ Hà Sam sẽ chọn cái khác. Cái này. Đấy, cho anh ta. Ôi, nhà cái đĩa này. Eo ơi. Anh ta giờ còn đứng lên nữa cơ các bạn ạ. Ngại chết. Rồi, bây giờ cô gái đang đi tiếp nè. Ở đây ấy, thì có một cái bà. Liệu bây giờ bên dưới là có một cái bộ áo này và một cái son môi, thì các bạn nghĩ Hà Sam nên chọn gì? Hà Sam nghĩ rằng Hà Sam sẽ lấy bộ quần áo này đi. Yeah, đấy. Ui, cô lại thay được luôn. Oh my god. Bảo tàng này là bảo tàng ma các bạn ơi. Ui, còn có cả quan tài. Quan tài của các pharaoh hồi xưa kìa các bạn ơi. Bây giờ quan tài nó đang rung lắc, rung lắc, rung lắc rất là mạnh luôn. Thì bây giờ ấy, bên này có một cái loa, bên kia cũng có một cái loa luôn. Eo ơi, thế thì Hà Sam biết phải chọn cái nào đây? Loa nào mà chẳng là loa đúng không các bạn? Thế thì Hà Sam sẽ chọn cái loa nhạc bốc này đi. Yeah, chen 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 chen. Trời ơi, sao lại thua rồi? Rồi, cái loa sập sình ấy, nhạc muốn nổ bung não là không đúng. Thì bây giờ Hà Sam sẽ chọn lại. Yeah, cái kèn to tí tê 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 tí to. À, cái kèn này đúng nè. Bây giờ thu âm lấy ngủ luôn. Rồi nha. Yeah, bây giờ thì cô gái tóc vàng của Hà Sam đang nở nụ cười roi rói các bạn ạ. Ơ, cái ông này nhìn quen quen ấy các bạn ạ. Hình như ông này ấy là cái ông ở đằng sau trong tranh thì phải á. Ông đấy đang làm cái gì không biết nhở? Ôi, bầu trời đầy sao làm ta lại muốn đi tè. Ôi, mẹ ơi, kinh dị lắm ý. Rồi, hình như ấy, Hà Sam nhớ không nhầm ấy, thì ông này ấy, là cái ông cầm quả táo ở đằng sau. Mà bây giờ ấy, có hai thứ phải chọn này. Một là quả táo này, hai là khúc gỗ này. Thì bây giờ chọn cái gì đây? Ông này ấy, hình như là cái ông mà phát hiện ra lực hút của trái đất bằng cách quả táo rơi vào đầu thì phải. Tại vì cái tóc của ông này giống kinh khủng luôn ấy. Rồi cái mặt ấy giống nữa. Thế nên Hà Sam sẽ thử chọn quả táo xem. Mẹ ơi, quả táo nó rơi đầu thật kìa. Rồi nha, chọn đúng rồi. Ơi, tôi ở rất gần nhưng tôi đang bỏ lỡ những điều gì nhỉ? Cái ông này cũng quen lắm. Cái ông này chính là cái ông mà ở đằng sau bức tranh ấy các bạn. Rồi, ở đây ấy, toàn người từ trong tranh chui ra thôi. Ghê ơi là ghê ấy. Một là cái tre này, hai là cái vàng này. Thì Hà Sam biết phải chọn cái nào đây hả các bạn? Vàng đi. Rồi, vàng. Đưa cho ông ấy vàng. Hà Sam biết rồi. Đây này các bạn ơi, cái bóng đèn này, hóa ra ông này là ông phát minh ra cái bóng đèn. Chắc là thế. Đấy, thì bây giờ cái bóng đèn của ông đấy ở bên trong ấy là thiếu một thứ gì đấy. Thì Hà Sam sẽ phải giúp ông đấy nha. Thì bây giờ chọn cái vàng là không đúng rồi nè. Thì sẽ chọn cái tre. Trời ơi, ơi, bốp một phát. Yeah, lấy tre làm cái phát sáng đèn luôn. Trời ạ. Rồi, eo ơi, cái bạn này vẫn còn đang ngậm núm ti các bạn ạ. Chứng tỏ ấy là cái bạn này vẫn còn rất bé đây này. Trẻ con nè. Rồi, thì bây giờ có một cái xe đạp điện nè. Chắc chắn là cái xe đạp điện hay là xe đạp tên lửa thì không biết nhá.
Còn ấy, bên cạnh nó là một cái như là kiểu như là tên lửa. Thì bây giờ Hà San sẽ chọn cái xe đạp này xem. Yeah. Ui ui ui, đi đâu ấy? Đi đâu vậy? À! Về một phát già luôn các bạn ạ. Trời ơi, cái xe đạp này á, lên xe ngồi một phát thì bắt đầu râu ria lông lá là mọc tùm lum tà la luôn. Oh my god, trời ơi, rồi nhá. Tiếp nè. Rồi, triển lãm thành phố nhỏ. Ui ơi, mẹ ơi, người khổng lồ, họ gọi mình là người khổng lồ. Oh my god, tại sao có những cái chiếc xe đồ chơi bé tí hin thế nhở? Bây giờ ấy, chọn một là dẫm vào cái xe đấy, hai là đưa cái cờ trắng lên vẫy 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 vẫy. Tôi thua rồi, tôi thua rồi. Đấy, thì Hà Sang sẽ sử dụng cái cờ trắng đi. Bởi vì ai mà nhận thua là hay lấy cái cờ trắng đấy lên vẫy nha. Mẹ ơi, ta cho em. Ơi, bắn mình lại nha các bạn nha. Được rồi, thế thì lấy cái chân nè. Ôi giời ơi, giẫm một phát thì cái xe đấy là nổ tung luôn. Oh my god, thành phố nhỏ này còn có cả máy bay các bạn ơi. Rồi, thì bây giờ thì Hà Sam sẽ lấy quả ớt này thử xem. Yeah, ăn ớt nè. Ui trời ơi. Bắn phun ra lửa luôn các bạn ạ. Oh my god. Rồi, bây giờ là gặp một cái tên robot. Ê, cái tên quái ạ. Người đứng ở đấy làm cái gì? Người không được qua cổng khi không có thẻ bảo vệ ở đây. Ôi trời ơi, lại còn bảo vệ nữa cơ á. Được rồi, thế thì bây giờ ấy, mình sẽ lấy cái nhà này che vào người. Đấy. À, không đúng rồi. Rồi nha, cái tòa nhà tí hon đấy không thể nào bảo vệ mình và cô gái tóc vàng. Thế thì bây giờ mình sẽ lấy cái còi thì xem. Tít, có tránh ra không thì bảo. Thưa cô, bảo tàng đã đóng cửa. Xin mời cô ra ngoài. Yeah, các bạn ơi, hóa ra ấy, bác bảo vệ cuối cùng vẫn là một người bình thường các bạn ơi. Yeah, các bạn ơi, vậy là ấy, hóa ra ấy, cô bạn gái tóc vàng của Hà Sam ấy vẫn xui xẻo như xưa các bạn ạ. Trời ơi, cứ tưởng là đi chơi tận đâu, bảo tàng, ai ngờ đâu ấy.